Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách điều chỉnh các cái thông số kỹ thuật ở trên máy chiếu ViewSonic để chúng ta có thể thưởng thức những cái trận bóng đá được với hình ảnh được rõ đẹp hơn nhiều so với chúng ta để cái chế độ mặc định. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hành ở trên máy chiếu hiệu ViewSonic. Đây là một trong những thương hiệu máy chiếu mà được sử dụng rất là phổ biến tại thị trường Việt Nam hiện nay. Máy chiếu ViewSonic hiện tại chỉ sản xuất cái công nghệ DLP, một trong những cái công nghệ dẫn đầu thế giới về cái công nghệ xử lý hình ảnh. Sử dụng cái chipset của viện Texas Instruments của Mỹ, máy chiếu ViewSonic cho ra những chất lượng hình ảnh khá tốt so với những cái dòng máy chiếu khác trên thị trường. Ở đây tôi thực hành ở trên máy chiếu ViewSonic 5533 Velux. Đây là một trong những cái dòng model máy chiếu chuẩn HD được tiêu thụ nhiều vào những mùa bóng đá. Để tùy chỉnh các thông số kỹ thuật, chúng ta bấm cái menu ở trên máy. Thì cái mục đầu tiên từ phía bên trái qua là chúng ta sẽ thấy cái mục đó là Screen Color. Screen Color này cho phép chúng ta tùy chỉnh cái màu nền, tức là cái màu của cái màn chiếu. Thông thường phần lớn là chúng ta sử dụng cái nền màu trắng, cho nên chúng ta nên để off. Mục Aspect Ratio cho phép chúng ta tùy chỉnh cái tỷ lệ khung hình. Đối với dòng máy này là dòng HD cho nên thông thường cái tỷ lệ của nó là 16:10 hoặc là 16:9 thì nên chúng ta để mặc định là 16:10 hoặc 16:9. Trong trường hợp mà chúng ta để tỷ lệ 43 thì chiều cao nó sẽ tăng lên và chiều ngang một lần nó sẽ giảm lại. Các thông số phía dưới nó không quan trọng này tôi sẽ bỏ qua. Cái mục tiếp theo là cái mục quan trọng nhất, đó là cái mục tùy chỉnh các thông số liên quan đến hình ảnh. Ở mục tùy chỉnh hình ảnh này chúng ta có các cái chế độ hình ảnh như là Color Mode và mặc định là để chế độ Movie, thì chúng ta có thể chuyển sang chế độ View Max hoặc là chế độ PC. Đối với máy ViewSonic thì chế độ Brightest là chế độ sáng nhất, là cho phép máy chiếu có thể chiếu ra cái bóng đèn với công suất sáng nhất. Thì tùy vào điều kiện ánh sáng mà chúng ta sử dụng cái Picture Mode cho nó phù hợp. Thì các bạn lưu ý là nếu mà chúng ta muốn điều chỉnh những cái thông số khác thì chúng ta để chế độ User. Khi chúng ta để chế độ user thì chúng ta có thể tùy chỉnh các thông số khác liên quan đến brightness hoặc contrast, thì chúng ta có thể tùy chỉnh tăng giảm theo ý thích của chúng ta. Cuối cùng sau khi chúng ta tùy chỉnh xong thì các bạn nên nhấn save setting để chúng ta lưu lại những thông số trên. Tiếp theo đến cái mục một cái option khác là có liên quan đến các cái mục tùy chọn tín hiệu đầu vào. Ở đây ví dụ như quick auto search là cho phép máy chiếu nó tự động nó dò tín hiệu đầu vào nếu chúng ta để on, còn nếu chúng ta để off thì chúng ta phải chọn tín hiệu vào bằng tay. Các cái thông số khác như là Dynamic Eco Timer là cái tính năng mà cho phép cái máy chiếu nó tự động nó chuyển về chế độ nghỉ khi mà chúng ta nó không hoạt động trong một thời gian nhất định nào đó. Tính năng Smart Guitar, đây là một tính năng thông minh ở trên máy ViewSonic, ví dụ như trong quá trình chúng ta đang sử dụng mà bị cúp điện chẳng hạn hoặc là lỏng dây điện, thì sau đó nếu mà điện có lại ngay lập tức thì máy sẽ tự động nó khởi động lại để nó làm mát cái bóng đèn cho chúng ta. Cái tùy chỉnh tiếp theo đó là tùy chỉnh liên quan đến ngôn ngữ. Các bạn có thể sử dụng cái kiểu ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu sử dụng của chúng ta. Projector Position là tính năng mà cho phép chúng ta lật ngược hình ảnh khi mà chúng ta treo máy lên. Khi chúng ta treo ngược thì chúng ta chọn là chế độ Front Selling, còn ngược lại là chúng ta để chế độ Front Table. Auto Power Off là tính năng cho phép máy nó tự tắt sau thời gian bao lâu tùy chọn của chúng ta. Thì chúng ta nếu mà chúng ta không được tính năng này chúng ta nên off đi. Panel Key Lock, Panel Key Lock là tính năng cho phép chúng ta khóa vôi hóa các bàn phím. Cuối cùng là chúng ta tùy chỉnh các thông số liên quan đến chế độ tiết kiệm điện. Power Saving là chúng ta có thể tùy chỉnh các thông số liên quan đến tiết kiệm điện. Quick Power Off là cho phép chúng ta tắt máy nhanh hoặc là tắt máy chậm, nếu chúng ta để on thì máy nó sẽ tắt nhanh. Các bạn lưu ý là nếu mà không cần thiết thì chúng ta nên on cái tính năng này lên thì bóng đèn nó sẽ bền hơn là thông thường. Và cuối cùng là tôi sẽ chỉ cho các bạn xem các cái thông số là cái số giờ đã sử dụng, cái độ phân giải và cái chế độ màu trên máy này thì chúng ta chọn vào chế độ Information. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.